Tổng hợp cơ ngơi sao Việt, sang chảnh nhất nhì showbiz. Mỹ nhân VTV sở hữu khối tài sản kết xù, ở nhà 60 tỷ, gây choáng nhất là bô sưu tập kim cương trăm tỷ. Lã Thanh Huyền có lẽ là gương mặt không còn xa lạ gì trong vũ trụ điện ảnh VTV. Từ một quán quân cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, người đẹp lớn sân sang diễn xuất và thành công với loạt phim ăn khách, gần đây nhất Lã Thanh Huyền đã đánh dấu sự tái xuất màn ảnh qua bộ phim chồng cũ vợ cũ, người yêu cũ phát sóng đầu năm 2022 không chỉ có nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, người đẹp còn là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Lã Thanh Huyền xây dựng danh tiếng cho bản thân như một trong những diễn viên giàu có và thành công bậc nhất phía Bắc. Lấy chồng đại gia nhưng hiện tại nữ diễn viên đang là tổng giám đốc một công ty kim cương và điều hành hệ thống siêu thị gia đình. Cô cũng có niềm đam mê với bất động sản và thường xuyên khoe nội thất trong các căn hộ đang ở khiến nhiều người trầm trồ. Chia sẻ về lý do không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà lớn sân mãn này, nữ diễn viên họ lã cho biết, tôi nghĩ phụ nữ cần có khoản tích lũy riêng. Đầu tư bất động sản là cách xây dựng khoản tích lũy đó và cũng là đam mê của tôi. Thực tế, đam mê này không chiếm quá nhiều thời gian. Những gì tôi cần làm là chọn đúng dự án tốt, vị trí đẹp, nhà đầu tư uy tín và gửi gắm số vốn của mình vào đó. Sau vài năm, khối tài sản ấy sẽ tiếp tục sinh lời trong tương lai. Được biết, gia đình Lã Thanh Huyền đang sống trong căn biệt thự ven hồ thuộc khu đô thị hạng sang của Hà Nội. Cơ ngơi của nữ diễn viên rộng 450m vuông kèm theo sân vườn nhìn thẳng ra hồ. Dù là nhìn từ phía trước hay sau, biệt thự của người đẹp đều rất sang trọng từng món đồ trong ngôi nhà đều được chính tay Lã Thanh Huyền tự tay chọn lựa và được nhập hoàn toàn từ nước ngoài như Italy. Đức, Bồ Đào Nha. Nữ diễn viên cho biết cô không nhớ chính xác con số để sửa chữa và sắm đồ bao nhiêu nhưng cũng rơi vào khoảng chục tỷ đồng. Ngoài ra, mới đây, Lã Thanh Huyền cũng đã tậu thêm căn biệt thự hướng biển tráng lệ tại Phan Thiết. Lã Thanh Huyền chia sẻ, thành tựu lớn nhất trong năm 2022 của cô Lã là đây. Nhìn lại một năm đã qua hạnh phúc khi mình đã hoàn thành được ước mơ lớn, một căn biệt thự biển để gia đình nghỉ dưỡng kèm theo đó là những hình ảnh lên ý tưởng thiết kế của căn biệt thự này. Có thể thấy, với khối tài sản khổng lồ, nữ diễn viên còn không ngại đầu tư những ai tắm hàng hiệu sang chảnh bậc nhất. Cô sở hữu rất nhiều phụ kiện trang sức kim cương có giá trên dưới 10 tỷ đồng. Nữ diễn viên cũng chịu chi hàng trăm triệu đồng cho những túi hàng hiệu đến từ các thương hiệu đình đám như Dior, Fendi, đặc biệt có những mẫu túi thuộc hàng hiếm như Hem Kelly lên đến hàng chục nghìn đô cũng nằm trong bộ sưu tập của người đẹp. Lã Thanh Huyền tiết lộ được chồng đại gia hơn 12 tuổi vô cùng chiều chuộng và rất hiểu công việc của vợ dù bận rộn nhưng anh luôn hỗ trợ nữ diễn viên rất nhiều trong công việc kinh doanh. Yêu thương vợ con hết lòng, chồng Lã Thanh Huyền cũng tích cực động viên vợ dành thời gian cho nghệ thuật. Bạn nghĩ như thế nào về khối tài sản khủng của diễn viên Lã Thanh Huyền? Tài sản gây choáng của Chi Pu, tậu xe sang từ năm 22 tuổi, check in căn penthouse triệu đô. Tham gia hoạt động showbiz hơn 10 năm, Chi Pu hiện tại sở hữu tài sản khiến nhiều người bất ngờ. Năm 2015, sau hơn một năm nam tiếng, Chi Pu đã tậu được ô tô riêng trị giá gần 2 tỷ đồng ở tuổi 22. Sau 3 năm, người đẹp tiếp tục tậu chiếc xe mới đầy đủ tiện nghi, phù hợp di chuyển xa. Năm 2018, cựu hot girl Hà Thành còn hé lộ căn nhà mới tậu, đây là phần thưởng lớn mà cô tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm chăm chỉ theo đuổi nghệ thuật. Căn hộ nằm ở quận 2 và có giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, người đẹp còn có căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chưa hết, năm 2021, Chi Pu gây choáng khi liên tục check-in tại căn hộ mới. Được biết, đây là một căn hộ sang trọng và xa xỉ nằm ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị ước tính của căn villa trên cao này có giá từ 40 đến 100 tỷ. Bạn nghĩ như thế nào về sự nghiệp thành công của Pu? Đàn con quách thành danh nô đùa trong biệt thự 30 tỷ, ai nhìn cũng khao khát sở hữu. Vợ chồng quách thành danh đưa năm con từ Mỹ về Việt Nam cách đây vài ngày. Trước đó, anh gấp rút hoàn thiện căn biệt thự để gia đình sớm ổn định cuộc sống ngay khi về nước. Quách thành danh có nhiều nhà phố, bất động sản ở trung tâm thành phố nhưng quyết định xây nhà để các con có không gian sinh hoạt rộng rãi. Quách Thành Danh cho biết đàn con của anh không mệt sau chuyến bay dài mà phấn khích khi thấy nhà mới có bể bơi, sân vườn. Với tiêu chí xây dựng ngôi nhà như khu nghỉ dưỡng. Giọng ca tôi là tôi chú trọng thiết kế cảnh quan, đặc biệt là khu vực sinh hoạt chung. Anh trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát, tăng tính thẩm mỹ và bố trí các bộ bàn trà, ghế nghỉ để gia đình ngồi thư giãn. Ca sĩ hé lộ căn biệt thự có giá tham khảo khoảng 30 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng là 10 tỷ đồng. Trong thời gian này, Quách Thành Danh chủ yếu quản lý từ xa, thỉnh thoảng mới về giám sát trực tiếp. Quách Thành Danh cho biết đã dành nhiều tâm huyết thực hiện ngôi nhà, sau gần 4 năm định cư Mỹ, vợ chồng anh phát hiện không hợp cuộc sống xứ lạ nên quyết định đưa các con về nước. Bạn nghĩ như thế nào về cơ ngơi của ca sĩ Quách Thành Danh? Sở hữu khối tài sản cũng như căn hộ của Mai Phương Thúy sinh sống lại khác hẳn dàn hậu khác. Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Cô rất kính tiếng về đời tư cá nhân nhưng lại là một trong những nàng hậu già sụ và rất biết cách kiếm tiền. Có thực lực về tài chính nhưng không gian sống của Mai Phương Thúy bao năm qua chỉ gói gọn trong một căn chung cư nhỏ cơ ngơi này chỉ vài chục mét vuông đây là nơi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của ba người trong gia đình mai phương thúy phòng khách đơn giản với điểm nhấn là bộ bàn ghế sofa rộng rãi vừa là nơi tiếp khách vừa là nơi nghỉ ngơi cho các thành viên trong nhà không gian bếp nhỏ nhắn nhưng được nàng hậu trang bị đầy đủ những món đồ nội trợ cần thiết mai phương thúy là một nhà đầu tư bất động sản và sở hữu cho riêng mình nhiều căn hộ khác không gian sống của cô lại khá giản dị và có phần hơi kém các sao khác tuy nhiên nàng hậu lại hài lòng với nơi ở của mình đây cũng là điểm đặc biệt của cô so với hội chị em hoa hậu của mình. Bạn nghĩ như thế nào về cơ ngơi Mai Phương Thúy? Biệt thự, nhà vườn hàng nghìn mét vuông của vợ chồng Vân Trang. Vân Trang hé lộ những hình ảnh đầu tiên về cơ ngơi rộng 1.000 mét vuông ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, trước Tết, biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trong nhà, Vân Trang cố gắng để mỗi người có không gian riêng xong vẫn đảm bảo sự kết nối bằng cách bố trí phòng khách thông tầng hay sắp đặt những khoảng nghỉ với ghế dài đủ cho vợ chồng, con cái, thậm chí là tiệc nướng, trà chiều với bạn bè trong quá trình tu sửa biệt thự, vợ chồng Vân Trang sống trong căn nhà khác ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ ngơi này ở vị trí trung tâm. Có thiết kế đơn giản nhưng thoáng đẳng, thuận tiện việc kinh doanh của gia đình. Ngoài các bất động sản ở thành phố, Vân Trang có khu sinh thái tại Tiền Giang, quê hương cô. Người đẹp cho biết đã đầu tư hàng chục tỷ đồng chi phí xây dựng để biến khu đất ven sông thành nơi giải trí tổng hợp với homestay nghỉ dưỡng. Vân Trang bày tỏ muốn tái hiện tuổi thơ yên bình miền sông nước. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đưa chồng con về đây thư giãn, như một cách để các con không bao giờ quên gốc các quê hương. Bạn nghĩ như thế nào về cơ ngơi khủng của diễn viên Vân Trang? Không gian xanh trong nhà mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Ngôi nhà mới của Lan Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh gồm một tầng trệt, hai tầng lầu và sân thượng ngập tràn cây xanh. Đây là nơi ở của đại gia đình Lan Ngọc với thiết kế hiện đại, mang xu hướng tối giản với gam màu màu trắng, xám chủ đạo. Căn nhà ưu tiên cửa kính để tạo tầm nhìn thoáng mát, lấy ánh sáng tự nhiên và hàng rào cây xanh bao quanh vừa tạo nhiều góc chiêu mát rượi, vừa giữ được sự riêng tư cho sinh hoạt trong nhà. Lan Ngọc chia sẻ đã dành rất nhiều tâm huyết đầu tư cho ngôi nhà này như một cách thể hiện tình yêu đối với gia đình. Nội thất trong nhà cũng được nữ diễn viên đầu tư chỉnh chu với nhiều thiết bị hiện đại, không chỉ thẩm mỹ tinh tế mà còn hướng đến sự tiện lợi, an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Cô mong từng không gian trong nhà dù là nhỏ nhất, riêng tư nhất cũng phù hợp tất cả thành viên, giúp mọi người có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, thư giãn. Theo Lan Ngọc, ngôi nhà là tổ ấm đi về của mỗi người. Dù ở độ tuổi nào, làm công việc gì và ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều hướng về ngôi nhà của mình với tình cảm thân thương nhất bạn nghĩ như thế nào về nhà mới của Ninh Dương Lan Ngọc? Không gian biệt thự xanh mướt của Đông Nhi, ông Cao Thắng, đầy đủ đến độ gia chủ không muốn rời nhà. Đông Nhi, ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Trước đó, cặp đôi cũng đã tậu cho riêng mình căn biệt thự khang trang để làm tổ ấm xây dựng hạnh phúc. Ngắm nhìn cơ ngơi của con nhà tập đoàn nhựa khiến khán giả phải trầm trồ. Cơ ngơi này nằm trong khu dân cư cao cấp, có 3 tầng khang trang. Vợ chồng nữ ca sĩ còn xây cả hầm xe riêng để làm nơi đổ những chiếc xế hộp tiền tỷ sang trọng của mình trong ảnh là không gian phòng khách sang trọng. vợ chồng Nhi thắng còn chuẩn bị cả tủ quần áo toàn váy công chúa xinh xắn, nhiều màu sắc dành cho ái nữ. bé Winnie dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu riêng cả bộ sưu tập mắt kính và túi sách. căn phòng riêng của con gái Đông Nhi đúng chuẩn phong cách tiểu thư nhà tập đoàn nhựa danh tiếng. kệ tủ dài để chứa đồ chơi, sách vở phục vụ việc học tập của bé Winnie. bên ngoài còn có cả khu sân vườn và hồ cá coi. không gian dù được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn sang trọng, hiện đại và đầy ấm cúng. đây là nơi Đông Nhi cho ra đời những bộ ảnh khiến cộng đồng khen nước nở bạn nghĩ như thế nào về cơ ngơi của vợ chồng đông nhi